hôm nay mình tới cái chỗ xe cá viên chiên của bạn Thu Phương mà thấy có điều đặc biệt các bạn ơi. Hình như là có cái Colomen, có một cái logo của Colomen ở đây các bạn. À, Colomen siêu tốt. Hình như là anh Colomen đến đây để gọi là tặng cho bạn Thu Phương hai chai nước mắm hay sao á. Nghe bạn chia sẻ vậy á. À. Đó là Thu Phương tạo giống như Việt Colomen. Việt Colomen hả? Đây nè các bạn ơi, Thu Phương làm cái nồi lớn nè, hôm nay cái nồi lớn sau khi mà Colomen đánh nha các bạn, thì Thu Phương làm cái nồi gấp đôi luôn để chiên cho các bạn, nó sẽ nhanh hơn. À. Đó, cái nồi lớn của Thu Phương này các bạn mới đánh luôn, một sóng Sài Gòn TV tối mà thấy mới đánh luôn các bạn. À, hôm nay có nồi mới nha mọi người. Chưa, Thu Phương chuẩn bị thi thách thức danh hài nha. Colomen. Chào quý lòng các đồng thử thách đẩy xe cá viên chiên lên phường, cầu không? Mà vô hỏi cái viên chiên không ăn, mà vô hỏi cánh gà chiên nước mắm rồi hỏi chút chiên là tôi quẹt. Đúng rồi Thu Phương. Tha Thu Phương vọng tiên tha. Ôi trời ơi, Thu Phương bấm vừa bấm tiếng Thái đó các bạn ơi. Những ai càng khịa Thu Phương á. Nói chứ mọi người thương em thì mọi người hãy địa chỉ là 716 Trần Quang Đạo để mà ủng hộ cá nhân chiên anh nha mọi người. Có rất là nhiều món nha. Và đặc biệt bên em có kèm cái khu ăn cho mọi người đỡ ngán, đó là em phải ngâm 7 lần 749 ngày mới được chảy chua đó nha. Và trong chảy chua nó có hương vị của bê đê nha mọi người. Cá sống là nhờ nước đó, còn em sống là nhờ tình thương của mọi người. Cho nên những anh chị em bạn bè chào Phát Tài ủng hộ nha. Chào Long Phát Tài nha, chào Sơn Lê nha, chào Cường Chiến Mưa Gia. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên Thu Phương. Coi nè, coi Thu Phương. Mạnh mẽ nè. Mạnh mẽ lên. Thấy không? Thấy Thu Phương mạnh mẽ không các bạn? Nhận lời đề nghị của Colomen, Thu Phương có dự định đi thách thức danh hài không Thu Phương? Đó mà em có nói anh Colomen, gọi Colomen đó là để anh gọi cho Phương Dừa. Ngay lúc đó anh gọi cho Phương Dừa luôn á, anh gọi cho anh Phương Dừa mà anh Phương Dừa đang quay chương trình gì đó. Cho nên phòng bóc máy anh nói là để anh gửi gắm em cho anh Phương Dừa chút bài. Rồi kêu Phương Dừa ra đây để mà casting casting trực tiếp tại đây luôn. Chào anh Thạch Nguyễn nè, chào Phúc Tuấn nè, chào Sơn Lê nha. Hot ha. Rồi mình lãnh 100 triệu về làm gì cơ Thu Phương? Thôi em không có mơ mộng tới cái số tiền lớn đâu thiệt. Em chỉ muốn thi vui thôi để mình để mình thử thách bản thân mình để mà đứng lên sân khấu để mà trình diễn cho một chút tất cả mọi người, cho mọi người cười là em vui rồi. Sang Lê nói là kẻ chua ngâm hàng the hả Thu Phương? Trời ơi, nói nghe là Sang Lê hàng the mà ngày nào cũng hết 15-20 tí đó. Ngày nào tôi cũng phải làm đó để mà phục vụ mọi người đó, đó mà hàng the không có. Anh thấy kiên trọng vô luôn á Thu Phương. Kiên trọng chút nó vô liền á, nó cái mặt nó hủi mùi hơi hay lắm. Em mà vừa lại chia mẹ nói đó thấy không? Đúng rồi. Nó vô nó thấy em còn như xe, anh thấy nó vô không? Cũng Mỹ ba sòi. Đúng rồi, không chúc mừng năm mới. Trời ơi, đó. Thấy em gọi nguyên xe nó vui lắm. Nè, một chút nữa tao đẩy nguyên xe cái viên chiên lại nhà mình luôn nè. Đó, nghe không Kiên Trần ơi. Kiên Trần cái coi video này là Thu Phương đẩy cái viên chiên. Đẩy cho cái viên chiên lại nhà mình luôn á nha Kiên Trần nha, nha. Mày hết thương chị mày đúng không? Chào Trọng Nguyễn nha. Bán năm Phát Tuấn nó là bán em 5k lộn xộn đi chứ Phương. Trời ơi. Ở đây đi Phát Tuấn, ở đây thì chị kiếm cho em một đậu hũ ăn nè. Ăn lấy cái lòng. Để chua. Chào chú. Ăn đây em. Nồi này là mới luôn hả? Rồi mới luôn á. Quay luôn hả? Vừa mới làm rồi mới. To hơn cái cũ đúng không? To hơn cái cũ. Gà đá lâu.
Colomen vừa tới xong rồi là qua lên lại luôn hả? Lại hay, hay dữ ta. Truyền thông ngon dữ hả? Truyền thông là chủ tịch truyền thông mà. Chủ tịch công ty điện truyền thông. Sữa chua ngâm quá hào phạ. Trời ơi, ôi, quá trời rồi. Chào 85 bạn đang xem live giùm anh cái. Rồi, hello 85 bạn đang xem live trực tiếp của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Những anh chị em bạn bè nào đang xem live Cuộc Sống Sài Gòn TV đó, mình chưa like và mình chưa đăng ký subscribe kênh YouTube của anh thì mình giúp em. Nếu như mình thương em, mình mới tay mới chân anh YouTube thì mình hãy giúp em là mình subscribe và đăng ký giúp anh Cuộc Sống Sài Gòn TV nè, của anh Thang Thang nè, của anh Cuộc Sống Sài Gòn ẩm thực. Cuộc Sống Văn Hóa Ẩm Thực. Cuộc Sống Văn Hóa Ẩm Thực nè, của tính của anh Lộc Phú nè, đúng không anh? Đó, mấy anh chị rất là vui vẻ cho mọi người. Ngày nào mà cũng phải quay để mà có clip cho mọi người xem đó. Cho nên mọi người thương mấy anh thì mọi người hãy subscribe và đăng ký để giúp cho mấy anh YouTube có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa để mà phục vụ mọi người nha. Anh Thành Nhân Nguyễn đó là Thu Phương tâm sự về cái tên của Đen đi cho mọi người. Rất là đơn giản luôn, tại hồi xưa mẹ em kể lại là em rất là khó nuôi, cho nên mới đặt em tên xấu để cho em dễ nuôi. Mà thật sự lớn lên em cũng dễ nuôi nhưng mà cái mặt em lại xấu là em không hiểu sao luôn. Lúc đó mọi người hiểu kịp không? Đang hiểu là hồi nhỏ mẹ em đẻ ra, mẹ em thấy em khó nuôi cho nên đặt tên rất là xấu là tên Cu Đen à. Nó dễ nuôi mà lớn lên em cũng là dễ nuôi nhưng mà cái mặt em rất là xấu luôn. Hiểu ý em nói không? Hiểu rồi đó. Em còn không hiểu. Đó rồi tôi em có tâm sự đó anh Thành Nhân Nguyễn ơi. Ủa mình đang sống là Nguyễn nói là chúc em hôm nay bán hết sớm nha. Dạ ok, ai giờ ai dễ thương quá vậy. Rồi cảm ơn Thạch Nguyễn nha. Em cảm ơn Thạch Nguyễn bên Nguyễn A nha. Em chúc cho anh Thạch Nguyễn với lại gia đình luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe, cuộc sống luôn mới mẻ nha. Mà luôn luôn ra tươi cười vui vẻ đến với anh nha Thạch Nguyễn nha. Cái gì vậy? Đúng rồi, chị vẫn sống luôn nha. Em chơi giớt gì chị luôn. Ai vẫn sống luôn nha. Ok. Nãy Nguyễn Hoàng nói là thay bộ đồ bà ba đi chứ. Thay bộ mày quen nó lâu chín lắm. Mặc đồ bà ba đi. Hôm nào mặc đồ bà ba hả? Hôm nào mặc bộ đồ bà ba đi. Bà ba chứ em không vừa đâu, em phải may đồ bà bảy á. Không. Bà ba là có 3 mét, bà bảy tới 7 mét được. Em phải may 7 mét, tại em tới 8 mấy ký được. Dữ vậy hả? Đúng rồi, 8 mấy ký tại hơn em cao quá. Em mét 7 á. Còn em mà lùn là thấy em mập liền. Cô Phương tâm sự rồi, Thành Nhân Nguyễn ơi. Thành Nhân Nguyễn ơi, có đây là có ai thấy Cô Phương nó mạnh chưa? Trời ơi, thấy Cô Phương nó thấy đó, Cô Phương nó mạnh rồi đó. Thấy Cô Phương nó mạnh rồi đó hả? Tôi biết nè, mặc áo màu đỏ nè. Tôi còn quay lại cái đoạn đó nè. Anh suốt đi. Đúng không? Hay quá trời. Cổ vũ chúng mới đá mạnh. Ý đó là tầm tầm mạnh nha. Cổ vũ. Tôi còn quay được cái đoạn đó rồi suốt ra nữa. Đằng nào là anh suốt đi anh. Hôm nào tôi Phương quay thêm clip đi Đầm Sen đi. Dạ ok. Cô Phương đi Đầm Sen đó các bạn. Ok mọi người nha, chủ nhật này nha. Chủ nhật cô Phương sẽ đi Đầm Sen nha. Chủ nhật này em đi Đầm Sen nha, được không? Nha. Sang lên nó là Phương đá trứng cút chứ đá banh gì. Rồi. Mình chết rồi, cái gì vậy trời. Sang lên đó. Trứng cút là mình ăn chứ mình đá cái gì. Trứng cút mình để ăn đồ ăn mà sao mình đá được em. Rồi vậy là em thiệt tình đó. Chết hiểu nổi em mà đồ ăn mà em lấy em đi đá. Trứng cút là mình để ăn nha em. Thì khi nào banh đó mình mới đá. Đúng không, em hiểu ý gì không? Chị em mình cũng dễ nha. Với đặt pháo không? Cô Phương mặn áo bà ba, hôm nào thử thách áo bà ba đi cô Phương. Rồi. Các bạn thấy cô Phương chiều tối nay như thế nào? Chào 100 bạn đang xem live đi cô Phương. Hello 100 bạn đang xem live nha. Những anh chị em bạn bè rồi đó, 100 bạn đang xem live đó. Mình chưa like và chưa subscribe kênh đăng ký thì mình giúp em. Nếu như mình thương anh Cuộc Sống Sài Gòn TV đó, mình like và share giúp anh để mà anh có thêm được đăng ký subscribe đó, giúp anh có động lực để mà quay video hơn nữa. Hết 100 lần để mà học được. Sao không quay trà chín bên kia? Trà chín ở dưới. Sáu muối nha các bạn.
xuống luôn. Quay về nhà xuống luôn. Cái này được nhiều không? Cái này được. Ông ấy uống nha. Đâu.